những cây của anh Kiện đấy thế nào. Cây này nay có gì thay đổi không anh Kiện ơi? Anh Kiện ơi, anh Kiện ơi, nay có giá có gì thay đổi không? Vẫn 45 à? 45. Đẹp ngay các bạn. 45 triệu. Đấy. Bên này phải giờ rộng ra nữa. Nhà bên này rộng ra nữa. Chưa làm là thuộc quá. Mà phần nhà xếp đấy, nó phải thế này, bé bé cả nhìn thấy. Tiền nào, cây làm tiền này, tiền ơi. Dạ. À vâng, vừa nhìn thấy rồi. Biệt thự là phải 7 cây to. Rễ trắng này còn mưa lắm. À, mặt chính đây này, mặt chơi đây này. Quả này dụng lại tiếp luôn. Ngàn này là mọc đấy, dụng vào tường mà chim cắp đi, dụng vào tường là mọc đấy. Một cái hạt quả này rất nhiều hạt trong. Rất nhiều hạt. Đấy, tiền trăm thậm chí tiền tỷ ra. Vâng, dụng đã chín hết rồi. Này vào vườn đại gia này, tiền tỷ cũng được, cũng hô cũng đúng. Có xuôi được không? Ốp đá nhà. À. Hết cho nó gọn nhỉ. Siêu phẩm. Con này có như chắc nhiều ông gọi nhưng mà con đang thăm dò nhỉ. Đấy, đẹp này cơ mà. Mua mẹ hai cái phôi đều đã quá tiền cây này rồi. Bao giờ mình phải có điều kiện tí để nó bày cho nó đỡ ngại. Mua con này về không bao giờ lỗ. Lỗ nào mà lỗ. Tôi đang tính giá nhà Hải Châu Sâm Ngọc. Thế hôm nay quay lên cái cho ông ấy lại rực rỡ trở lại, rực người lại trở lại. À. Đấy, đứng lên cái loại này cắt mới sướng. Bắc thang trèo lên được. Trèo lên được. Cây xanh bánh kiện, cây một cây hoàn thiện khá là ổn rồi. Nuôi 5 tháng nữa cho nó dễ thôi, bè thôi. Dạ. Có ảnh đấy không? Ảnh đấy không? Hôm mai lại cũng thức thì. À, cái cây người thân đúng không? Có một cây người thân thôi.
một cân gần bằng này cao hai mươi mét sau nó chia ra nhiều nhiều đấy đúng không? Một cân bằng này cơ mà cao bốn cân một ngọn cơ. Cây một cân một cây nhiều cân được không nói, cái đó không nói. Bây giờ chọn thật được. Có phải không? Chụp một cái bắn thôi, nói chứ. Hoàn thiện rồi. À, cũng của ông ấy á. Chưa làm việc rồi. Chưa làm việc xong à? Làm việc thôi. Đấy. Hai chiều với chiều bảy. À, thích cây tùng à? Đấy. Chở búa. Em ông học cái bài của ông nhạ. Em. Tùng chơi rất sang mà giờ lại thất thế này. Đấy. 2 triệu đấy. Múc đi, múc đi. Này đang mưa đang bán rẻ đây, đúng không? Đẹp đấy. Cái tùng hay. Tùng gà. 2 triệu bạc nhỉ. Phóng viên nó mở 2 triệu bạc đấy. Phóng viên nó mở 2 triệu, nó này 1 triệu 7. Cho 7 ra chú Hường, chú biết nói chuyện gì rồi. À, đi à? 1 triệu rưỡi, đúng 1 cầu. Cháu thích thì nói tình thôi, nhưng mà tôi đi nói chuyện gì rồi. Gặp mặt xem vị xem là thế nào. Cách tổ. Gặp mặt xem vị. Không mua à? Đi à? Thôi, không có giao dịch. Sáng nay bán được 20 cây chưa bác? Cái giấy bao nhiêu đấy? Đại ca ơi. Bác cả ơi, cái giấy bao nhiêu đấy? 3 rưỡi. À, 1 rưỡi. Cái dưới đấy thì sao, bao nhiêu? Dưới này 3 triệu. 3 triệu. Sao cái giấy này bán rẻ thế? Hả? Cái giấy này bán rẻ hơn này. Bán cái giấy kia rồi. Hả? Bán cái giấy kia rồi. Cái nào? Giấy bên kia bán. Cây này, còn cây này? À, con này 3 triệu. À, 3 triệu rưỡi. Đấy. Được không? Kết hợp kim cổ. Đấy. Rất đẹp. Dưới 3 triệu rưỡi. Dưới 3 triệu. À, dưới 3 triệu. Còn giấy 3 triệu rưỡi. Giấy 3 triệu rưỡi. Đông tây kết hợp. Mình là lên từ đêm qua bác hay là đi sáng nay sớm nhỉ? Đây này đúng không, ông nào ra đây mà giao lưu dễ chứ còn xa thì di chuyển cũng hơi ngại nhỉ? Đóng thùng cái này hơi ngại. Đấy. Làm kiểu như liễu rủ. Chuyển đi lại phải đóng để có ống thùng hộ. Ồ. Chúng là cái
cước vận chuyển thì nên phải chịu. Đúng rồi, cứ có tiền là làm hết. Cứ có tiền là để sẽ làm hết. Đây, số đây. Đây là số con trai anh nhỉ? Đây, số của tôi luôn đấy. 0988207376. Rồi rồi, số của chính chủ. Mỗi tên là tiền của con đấy. Ở đây thế, bây giờ tiền chưa? Tên bố số con. Ít lắm, ở này bận lắm. Chả biết... À, này là lên cán bộ to bận lắm. Dạ. Lâu lâu ra nhà này. Đâu, chúng tôi ra đấy lần nào đâu. Ra nhà cán bộ khó lắm. Ít gặp. Đâu có được ra đâu, mình dân thường. Giờ làm cán bộ to lắm, bây giờ ra là phải có người đưa người đón cơ. Qua trăm nó có kiếm nhiều tiền đấy. Đó là bên sổ đỏ thành phố loại thế mà tiền chỉ là con số thôi mà. Sao cái thanh đèn đẹp được không? Còn thay đồ có nào được? Không có thanh đèn hay thanh đèn. Thế cái nào lại đỏ? Ok đấy. Em thích cây hoàn thiện. Cây hoàn thiện kia. Cây làm dễ bán đúng không? Kia đấy. Cái hoàn thiện là chúng ta cùng hoàn thiện cái đấy, cái bó tải hoàn thiện đấy. Ok đấy. Đây là có cây giấy này là hợp lý này. Nó nhảy vô nhá.